Chào tất cả các bạn nha, tôi tiếp tục review xem xe chữ keo này. Đây là phần tiếp theo đây, xe đang di chuyển xuống dốc. Chiều tối rồi, 6 giờ mấy rồi. Cầm tiếp tài chú cầm các bạn nha. Đây thì chỉ tiếp tục lên dốc kia. Hả? Cái mất cái thùng. Cái thùng hả? Sao? Được. Rồi giải cho thùng.
lên dốc các bạn nha. Cái dốc này thì mùa mưa nó nghiện lắm, nhưng mà là dốc trời đó. Rồi do trời tối quá các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn tập tiếp theo nha.